Rồi, chào mọi người. Hôm nay đã lên tiếp cơ 10 một lô hàng phụ kiện Nhật gồm những lưỡi câu Nhật nè. Có vài lưỡi, đây là lưỡi không ngạnh nha mọi người. Đây là vài mồi lua, lưỡi lông. Bên đây là mani. Rồi, để vô cụ thể từng món cho mình xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không clip shop lên đó, thì đem gọi cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Mã số 1 tham khảo. Thì mã số 1 lên cho người một túi lưỡng mọi người. Túi lưỡng này của Nhật sản xuất nha, Mercedes-Benz của Maruto gì nè mọi người. Đây web của nó đây, đó và thông số của nó. Cái này tải này nó đơn giản, nó bán là 250 yên. Đây lưỡng nó có cái quéo như thế này nè, nó giữ cá rất là tốt nha. Lấy ra một cái cho mình xem nè. Đây nó đây mười hả, trên đây thì nó có làm cái ngạnh để cho anh em dễ tóm nè. Như đây thì làm cái quéo như thế này, giữ cá cực kỳ tốt luôn. Cá nào mà dính vô thế là khỏi sảy. Và đây rút kinh nghiệm để lên cái ô tập người xem khảo nha. Thế này đây, cái này thì về chiên về cho nên là cô ngâm nhá, cô ngâm con màu sống đó. Rồi giá công khai một túi này sẽ là 20k nha người, 20k một túi. Tiếp theo mã số 2, mã số 2 là cho người là một lốc quyển đeo quỷ Yamakasu nha người. Yamakasu có một size số 4 nè, size số 4, số 5 và số 6. Thì này cũng còn quầy quỷ thôi. Đó. Thì một túi này giá sẽ là 25k người, 25k một túi. Để đo size số 6 người tham khảo nha. Nói chung thì nếu đo hết cái này thì nó cái clip nó ra rất là dài nha mọi người. Đó, thì sẽ đo một và xe tham khảo người xem. Chung thì cũng để qua ô tập cho anh em dễ sẽ đo thôi. Đó, anh em cứ về để vô ô tập mà lửa ở nhà của anh em á, cứ để ô tập như thế này. Đây, xe số 6 nha. Số 5 thì nó sẽ nhỏ một tí và số 4 nhỏ một tí. Đây, số 6 này sẽ như thế này. Đó. Rồi, giá sẽ là 25k một quỹ nha mọi người. Tiếp theo sẽ là mã số 3. Số 3 bằng quậy, số 3 sẽ là lưỡi Yamakasu. Thì đối với mã số 2 này thì nó chuyên về cho anh em là câu cá hanh nha mọi người, cá hanh cá cháp, trong đó anh em làm bơm câu lăng xe. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 lên người vẫn là lưỡi Yamakasu. Nhưng mà đây là lưỡi vàng nha mọi người. Lưỡi này thì chuyên về cho anh em nào câu cá chép. Vì cái thầy thân nó nhỏ nha người, thân nó nhỏ thế này nè, đó, nhưng mà nó cực kỳ bén nha. Đoạn này thì nó bén. Đó. Đây, lưỡi số 10, Yamakasu. Rồi, để vô tập đo 10 xem khảo. Thì mấy lần trước cũng lên clip bán thì anh em cũng có góp ý. Đây. Nó thế này đây. Vừa có tập này. Đó. Thì anh em cứ về lấy anh xem em cao quá, cứ về để vô tập thế này, bằng thế này là chuẩn bài. Đó. Rồi, giá vẫn vậy người, giá vẫn là 25k một túi này nha. Đó, lưỡi số mã số 3. Lưỡi này thì nó cực kỳ bén nhưng mà được cái nó mỏng. Cái này thì câu cá nó không nhát nha. Câu cá chép, chiên cá chép nhiều ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì lên cho mọi người là một loại lưỡi gọng dài nè. Loại này vẫn của Yamakasu nha mọi người. Yamakasu. Thì một túi này thì shop sẽ bán với giá là 20k nha mọi người, 20k một túi. Thì mình bên shop bán hàng á, thì anh em cứ chốt một túi shop vẫn gửi nha mọi người. Phí ship mỗi đơn hàng là 30k nha. Chứ không có mặc định khoảng là 5 túi, 4 túi, 6 túi nha. Chốt một túi thì shop vẫn gửi nha. Đây. Để vô tập to cho mọi người xem. Thì với cái lưỡi mã số 4 này thì chuyên về cho anh em nào dạng câu cách gô, dạng câu cá gô đồng. Thôi anh em câu cá chê. Đó. Rồi gọi gọng dài thì anh em câu hoàng đế cũng được, móc con tép vào đây. Đó. Táp một cái là dính liền. Đây, xe lưỡi của nó đây. Đó. Đây.
giá công khai mã số 4, giá vẫn vậy nhưng mà giá 20k. Đó. Tiếp theo mã số 5. Thì mã số 5 lên cho mọi người là một vài cái xe lửng mà công công thế này. Đó. Đây, công công thế này. Thì cái này có xe số 10 nè, đó, số 10, số 11 và số 12, 13. Đó. Thì bịch số bịch nhỏ này với bịch bự này nó cùng xe không à, lửng nó bắn nhau. Thì mình sẽ đo cái lây xe số 11 cho người tham khảo nha. Với lửng này thì anh em câu cá gô nhé, câu cá gô, câu cá phi. Đó. Câu cá hanh, cá cháp cũng rất ok nhé. Lửng này thì cực kỳ bén này. Thì một túi này vẫn vậy nha mọi người, một túi này giá công khai vẫn là 20k. Đây, lửng nó cong thế này đây. Đó. Cá nào ăn vô cái là dính liền, rất là nhạy nhá. Đây, nó này làm cong thế này. Rồi, giá công khai vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 20k một túi này. Đây là xe số 41 nhá. Đó, quay số 10 thì nhỏ một tí. Tiếp theo qua đây. Qua đây là mã số 6. Mã số 6 đó cho người vẫn là lưỡi Yamakasu. Đây. Thì đây là lưỡi Yamakasu rộng dài mọi người. Đó, có mã số 9 nè và số 8. Số 8 sẽ là lưỡi lưỡi vàng mọi người, số 8 sẽ là lưỡi vàng. Đó. Số 9 sẽ là lưỡi đỏ. Thì lưỡi loại này thì anh em về câu bóng đục nhé, câu cá bóng đục. Cá bóng đục cá lỏng rất là nhạy. Lần trước về cũng lẻ lẻ thế này nè, anh em chốt hết luôn. Đó. Về anh em coi bóng đục rất là nhạy cá nhé. Đây. Để vô tập coi cho mọi người xem. Đây. Thế này đây. Đó. Rồi, giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 20k nha mọi người, 20k một túi mã số 6. Nói chung thì mã số 8 thì nó sẽ nhỏ một tí thôi. Đó. Chân đo một vài mẫu tượng trưng. Một túi này sẽ có 18 lửng nha. Đó, giá là 20k. Tiếp theo qua đây. Đây là nguyên lốc, này là nguyên lốc lưỡi không ngạnh luôn. Đó. Lưỡi này cho anh em câu cá chép, câu phi, câu điêu hồng. Đó, câu hồ dịch vụ nhé. Thì mã số 7, mã số 7 đây. Có hai xây lửng. Lửng số 8 là số 2 xây nhé. Đây. Loại này không ngạnh mọi người, chuyên về cho người câu dịch vụ nhé, câu đài. Để lấy ra đo hai xây lửng cho mình xem. Thì một bịch bọc quỷ này thì shop sẽ bán với giá là 25k mọi người, 25k. Thì những lửng này rất là bén nhé. Bao bén mọi người luôn. Đó. Đây, lấy hai xây lửng ra đo cho mình xem. Sẽ khác nhau về cái form lửng thôi, nhưng mà cái gọng lửng nó vẫn bằng nhau nha. Chung thì nếu chụp hình thì nó sẽ dễ ha. Rồi cái này thì cầm trên tay nó sẽ rất lắc khó. Anh em chịu khó xem giúp mình nhé. Đây, hai xe lưỡi của nó đây. Đó. Bên đây là lưỡi số 8 nha mọi người, số 8 loại này. Đó. Cái này là lưỡi số 8 châu. Đó. Rồi, giá công khai là 25k một túi nha mọi người, 25k một túi. Thì xe lưỡi này thì shop sẽ có xe từ xe số 2 đến xe số 8 nha mọi người, từ xe số 2 đến xe từ xe số 3 đến xe số 8. Đây, xe số 7 nha mọi người. Đó. Đó, số 7 nha. Số 7 thì shop có hai loại, một loại lưỡi trắng và một loại lưỡi vàng nè. Đó. Thì đo thì nó sẽ nhỏ một tí nha mọi người. Tí shop đo là số 6 là anh em biết xe số 7 rồi. Đó. Rồi, giá xe số 7. Giá cũng vậy mọi người, 25k một bịch nha. Mã số 8 nhé, mã số 8. Mã số 7 cũng là 20k, 25k, mã số 8 25. Tiếp theo mã số 9. Đây. Mã số 9 thì vẫn vậy, lưỡi không ngạnh mọi người, lưỡi không ngạnh mà lưỡi quang.
đó. Đây lưỡi không ngạnh lưỡi qua, đây lấy ra đo cho mình xem. Cái này thì shop này chỉ được có 3 túi này thôi nha mọi người, đó anh em ưng thì chốt nha. Cái này về cho anh em nào câu phi, câu gô, gô đồng, có gô mề đó. Đây câu đài, câu rài, câu dịch vụ nó đây. Mấy cái lưỡi này thì nó bén cực kỳ kìa, gà Makasu gấp lại với tiếng. Đây xe lưỡi của nó đây đó. Rồi giá công khai một túi mã số 9, mã số 9 giá công khai vẫn vậy mọi người, giá 25k nhé, lưỡi không ngạnh. Mã số 9, mã số 10, mã số 10 vẫn vậy mọi người, nhưng mà là lưỡi trắng nhé. Đây đó, giá vẫn vậy, giá là 25k. Và đây mã số 5, mã số 5 vẫn vậy, có một hai bịch lưỡi trắng và hai bịch lưỡi vàng đó. Mã số 5 thì nó nhỏ một tí. Rồi giá vẫn vậy mọi người, giá là 25k. Tiếp theo mã số 4 và mã số 3 đó, giá vẫn vậy 25k. Để đo cái mã số 4 cho mình xem, lưỡi này thì nhỏ rồi, có thể mã số 4 với mã xe số 4 và xe số 3 này anh em có thể về câu câu cá giết được nè. Đó mã của nó là mã 13 và mã 14 nhé. Mã 13 sẽ là xe số 4. Đây lấy ra cho mình xem, mã lưỡi cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ mà mảnh. Lưỡi này về câu cá gô cá giết là khỏi bàn, khỏi bàn. Lưỡi số 3 thì nó nhỏ hơn nữa nha mọi người. Đó. Trên thì cái lưỡi nhật về xây nhỏ rất là hiếm luôn. Đây, nó đây. À, lần trước anh nào đặt shop cái này nè. Để không ngờ ô khó quá. Đây mọi người. Đó. Chịu có nhìn giúp shop nha, sửa sửa qua đây tí là ok liền. Đó, nó thế này thì xe số 3 nó sẽ nhỏ một tí nữa nha. Rồi mã số 13 xe số 4 giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 25k, 25k một túi. Shop sẽ có 2 túi thôi nhé, anh em là chút trước thì mình để lại cho anh em đó. Tiếp theo mã số 14, mã số 14 là xe số 3 nè. Đó, nhỏ hơn cái mã số nó tí nữa. Lưỡi này thì anh em về câu cái giết ok nè, rất là bén luôn đó. Rồi giá mã số 14 giá cũng vậy 25k. Tiếp theo mã số 15, mã số 15 lên người là một cái túi lưỡi của Sakura nè, hàng nội địa nha mọi người. Đó, Sakura này hàng nội địa. Lưỡi này vẫn là lưỡi không ngành, nhưng mà được cái là rộng nó dài. Lưỡi này anh em câu cái gô mề là vô tư luôn đó. Chắc cuối tuần này xách cái này đi test lưỡi cái gô mề quá, rất là êm luôn đó. Rộng nó dài mà nó lại không ngạnh nữa. Đây để vào phòng tập cho anh em tham khảo nha. Đây nó đây đó. Rồi giá công khai một túi này, một túi này giá chỉ là 20k thôi nha mọi người. À, 20k. Rồi giá mã số 15 giá là 20k nhé. Yeah. Của Sakura hàng nội địa Nhật. Tiếp theo mã số 16. Đây mã số 16 về cho anh em nào câu gô câu giết nè. Đó. Này sẽ xe này bỏ qua đi, xe này chỉ còn một bịch thôi. Đây cái này câu gô câu giết nè. Đó. Lưỡi rất là nhỏ nhé, lấy ra đo cho anh em xem. Mã số 16, mã số 16 thì giá 20k thôi nha mọi người, 20k thôi. Đó. Đây lưỡi cực kỳ nhỏ luôn, anh em nhào về câu giết câu cá suối nè. Đó. Nhìn rất là thích loại này, lâu mới về loại này thôi. Đó. Đây cực kỳ nhỏ nhá, anh em có thể câu cá sặc cũng được. Đó.
bé tí luôn nha mọi người. Rồi giá công khai một túi này, giá cũng vậy mọi người, 20k nhé, chỉ có vài túi thôi. Đó, anh em chốt thì báo mình. Đây hàng của Nhật nha mọi người, Sakura hàng của Nhật. Rồi mã số 16 giá 20k. Lên đây, đây là mã số 17 giá vẫn là 20k mọi người. Đây, để tập anh em có thể tự tựa giúp mình nhé. Cái này tháo ra thì cực là khó luôn. Đó, một bị này nó sẽ có 27 lửng nha mọi người. Một bị này sẽ có 27 lửng và một bị này sẽ có 27 lửng và bị này của Gamakatsu luôn nha mọi người. Đó, loại này của Gamakatsu luôn. Logo nó nổi luôn nè, lửng này rất là xịn nhé. Đây để tháo ra đo xay luôn. Đó. Đây nó hướng dẫn cái gì câu cá gì đâu đây nè. Đó. Đây. Hướng dẫn tấm lửng nè. Để đo và ổn tập cho anh em tham khảo. Mà được cái lưỡi này nó khó tóm nha mọi người, nhắc kỹ lên cho mọi người nha, nó khó tóm nha, nó vẫn làm cái ấy cho mọi người nhưng mà khó tóm lắm, anh em nào khéo lắm mới làm dễ tóm nha, mới tóm được nha. Đó. Đây xin lưỡi nó thế này, đây lưỡi này thì về có cái gô. Đó. Có gô con giết câu cá chép đó, thế này lưỡi cực kỳ bén luôn nhé. Rồi giá công khai một túi này sẽ là 20k nha mọi người. Đó. Sẽ được cái này shop sẽ được có ba phơm cùng xây nhưng mà nó khác phơm nhau. Đây. Mã số 18, mã số 18 này đó, khác phơm nhau tí nha. Giống là 20k. Mã số 20 vẫn quạt, nó khác tôm nhau tí. Đó. Giá cũng vậy mọi người, 20k một túi nha. Mã số 19 20k. Tiếp theo qua đây. Đây là quài bịch lửng của hàng QH. Thì hàng QH này vẫn là của hàng Nhật nha mọi người. Đó. Bên đây là họ chuyên về lửng. Đây. Mã số 20 21 22. Đó. Có ba xây lửng nè mọi người. Đây. Lửng vàng mọi người. Có loại này, đó, loại QH này mã số 22 nè, loại này thì nhiều anh em đặt nè. Về câu cá hanh cá cháp mà, đó. Lửng này còn rộng dài. Cái loại này về móc tôm á. Móc tép móc tôm vô câu rất là tiện luôn. Rồi, để mình đo cái mã số 11 đi, mã số 11 để đo lực, đo một lực 3 mẫu này cho mọi người nhé, có thể mất thời gian một tí. Đây đây mã số 20 nha, mã số 20 21 và 22 đó, giá vẫn vậy nha, giá vẫn là 20k một túi. Với mã số 20 này thì anh em có thể về câu câu cá gô, câu quỳnh đế đó, bự hơn tí, câu chê nè, bên đây là sẽ đi săn hàng. Đó. Thanh lưỡi này cực kỳ dày luôn nha mọi người. Đó. Cực kỳ dày. Rồi giá một bị này sẽ là 20k nha mọi người, một bị này sẽ là 20k. Đó. Để sẽ lửa cho anh em dễ lựa nhé. Với xe gọng dài này anh em có thể câu bóng đục cũng được, rất là ngon nha. Theo sẽ là lưỡi số 23 và 24. Thì đây 23 24 vẫn là lưỡi của hãng QH, hàng của Nhật nha mọi người. Đây, có nhận nhìn xem bên. Đây. Đó. Hai xe lửng nhá. 23 24. Thì mình cũng lấy ra đo cho mọi người xem luôn. Đó, đo trên đồ tập cho mọi người dễ mua, dễ tham khảo mà mua. Thì cũng có qua anh em mấy clip trước mình quay bán lửng thì anh em góp ý để vô tập cho dễ. Thì đây. Đó. Anh em xem clip thì cái nào có lobo lộn xộn cái nào thì anh em cứ góp ý mình. Đó, mình sẽ ghi nhận hết nhá. Về phần bình luận, nhiều anh em bình luận ở trên YouTube đó, mình nó bị ẩn đó mọi người, nhiều lúc 2-3 ngày sau mình mới thấy được,
nên cũng khó. Thì anh em cần thì báo mình để số điện thoại ở góc này màn hình nè, clip nào cũng có chứ á, thì anh em cứ cần liên hệ thẳng với mình nhé. Đây nó hai xe lửa nhá, thì lửa này thì Quyền chuyên về cho anh em dạng câu cá chê nhá, câu cá chê, câu cá nàng hai, dạng công công thế này nè, đó, giật một cái là thủng luôn á. Hai xe lửa rồi, giá cũng vậy mọi người, giá công khai vẫn là 20k một túi nhá, mã số 23 và 24 đó. Tiếp theo sẽ là mã số 25-26. Thì 25-26 sẽ là lữ của Gamakatsu. Đây 25-26 lữ Gamakatsu. Và lữ này sẽ là lữ chuyên về câu cá bóng đục nha mọi người. Đó, mình bán lo này rất là nhiều luôn. Đó, của Gamakatsu. Gamakatsu nổi tiếng này. Đó là lữ gọng dài chuyên về đóng câu cá bóng đục nha. Đó, câu bóng đục cá rỗng nè. Đó. Mấy cá nhỏ nhỏ nha, nhỏ nhỏ gần bờ mọi người. Đó, anh em miền Tây thì loại này câu cá gô đồng, cá chê. Đó. Đây, để vô xe đo xe lửa hai chúng mình xem. Nhưng mà cá su lần này bán cũng rất là nhiều luôn. Đây, đó đây. Lửa cũng dài thế này thì anh em câu mấy con cá nào nó hay nuốt lửa mọi người. Đó, thì nó sẽ không bao giờ nuốt được cái nổi này đâu. Đó. Nút vẫn được nhưng mà anh em rất là dễ lấy ra, dễ tháo lưỡi ra. Ở đây hai xe ẩn nhá, bên đây là mã số 25 xe số 7 và mã 26 xe số 9 nhá. Đây. Giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 25k một túi nha mọi người. Đó, lưỡi này thì siêu bén rồi, anh em mới nhìn nè. À, rất là biển. Rồi giá là 25k, mã số 25-26. Tiếp theo mã 27-28-29-30-31 cùng lửa nhưng mà nó khác xây, vẫn là dạng của Gamakatsu thôi. Đây mã số 27-28-29-30-31 vẫn là lửa của Gamakatsu nè. Đó. Đó. Thì cái này mình có xây xây số 7 nè, đổ bên này xây số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10 11. Đó thì nó cũng vậy thôi. Đây xây số 7 nha mọi người, đừng nhỏ để mình lấy ra mình đo xây cho mọi người xem nhé. Đó, và đây là mã số 27 nè, đường nhỏ nhất nha, 20 28 29 30 31 nhé. Đây từ xe lử nha mọi người, lử này thì khoảng dạng của hàng Nhật quê. Đây cái này cũng Gamakatsu luôn đó mọi người. Đây Gamakatsu nhé, đóng chữ nổi nè, nhiều túi nó đóng, nhiều túi nó không nè. Đây Gamakatsu nha mọi người. Đó. Đây, nó đây. Đó. Tốn thế này. Đây lữ đây mã số 29 nè. 29 là cái ở giữa nè mọi người. Đó. Thấy không? Mỗi xe lửa mình quay kỹ cho mọi người xem. Thì anh em cứ ưng thì báo mình mã số đó, anh em cứ chốt báo mình nhé. Thì mấy cái lữ này thì mình về nhiều lúc nó về thì có một lô vậy, chỉ có một bịch thôi, giống như chiếc này về mã số 27 nè, nó chỉ có một bịch này thôi. Đó, anh em nào chốt trước thì mình để nha, chứ không phải là về số lượng lớn hàng lô, giống như lưỡi chung thì về hàng lô rất là nhiều. Lưỡi Nhật thì về một kiện về nhiều lúc tầm khoảng 10-15 lưỡi, là 10-15 bịch là nhiều lắm rồi. Đó rồi, để mình qua mã nha. Theo lên đây, đây mã số 32 33 34 và 35. Thì đây vẫn là lưỡi của Gamakatsu nha mọi người. Gamakatsu. Ở đây, đó. Thì cái này nó chung xây nha mọi người. Cùng loại lưỡi nhưng mà nó khác xây. Đó, đây. Đó, lưỡi này thì về cho anh em dạng câu ngâm. Đó. Câu mực. Đây, câu biển. Nó đây. Đó, mình để mình có sắp sẵn nè, đó, để tiết kiệm thời gian. Thì đây sẽ đọc lại từng mã cho mọi người dễ biết nha.
đây mã số 32 nè. Rồi xong. 32, 33, 34 và 35 nhé. Đó. Đây, trên mã và xe lưỡng mình đo cho mọi người xem nè. Đó. Thì xe nhé. Rồi này anh em câu này không? Rất là bén nha. Dạng này của Gamakatsu thì khỏi bàn. Tiếp theo qua đây. Đó. Đây mã số 36 nhé. Thì mã 36 thì mình có vài cái lưỡng này là lưỡng không mạnh luôn rồi. Đây. Lưỡng lên lưỡng xe số 8 này, xe số 8 nè. Xe số 7 nè. Đó. Xe số 8, xe số 7. Xe số 6 nè. Đó. Số 5, số 4. Số 4. Đây là số 2 nha mọi người. Thì cái này nó cũng bằng với những cái mã mà tầm mã số 8 lần, số 8 nha mọi người. Đó. Cái này là cũng giống nhau, giống bên này. Sẽ là nó nha, nó sẽ là nó nha. Đó. Mà cái này thì nó họ sẽ làm cái lửng như thế này. Đó. Mọi người lửng họ sẽ làm khác nhau. Đây, họ sẽ làm gần gần gừ gừ thế này nè. Đó. Mình cũng không biết để làm gì nha. Thì lưỡng này lưỡng không ngạnh luôn này, lưỡng không ngạnh, chuyên về cho anh em nào câu câu hồ dịch vụ nhé. Với lưỡng số 2 này nè, lưỡng số 2 này lưỡng nhỏ luôn á. Đây, lưỡng số 2 này lưỡng nhỏ nè. Lưỡng này thì anh em về câu giết nhé, câu cái giết để lấy cái lưỡng số 2 này ra đo cho người xem. Đó. Cái này về được lưỡng không mạnh cũng nhiều. Đó. Đây, đo cho người xem lưỡng số 2, mã số 36. Đây, nó đây. Đó. Rồi, giá cũng vậy người, giá một túi này sẽ là 20k nha mọi người, mã số 36 giá 20k. Tiếp theo thì anh em cần thì báo mình xây nha mọi người. Đó, cái này tại nó lộn xộn với nhiều quá thì mình cũng không lấy ra đo cụ thể được. Tiếp theo mã số 37. Mã 37 lên cho người vẫn là một lưỡng của hàng Byron nè. Đó. Lưỡng này vẫn là của Nhật nha mọi người. Lưỡng này mình đấu từ Nhật về nè. Đó. Mercedes-Benz. Hình như lưỡng này nó quảng cáo có phủ lớp titan hay gì. Đây, mình của Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz. Để mình đo xe lưỡng cho mình xem. Xe lưỡng nó đây mọi người. Đó. Mã số 37 nha, mã 37. Xe này anh em về chuẩn đi câu cá copy nha, copy nè. Câu câu cá chép. Đó. Xe này rất là ok luôn. Chuẩn bài luôn. Chuẩn bài đánh hai con đó. Đây, nó đây. Đó. Rồi, giá bán vậy người, giá công khai một túi này sẽ là 20k nha mọi người. Một túi 20k. Đó, mã số 37. Tiếp theo mã số 38. Thì 38 lên cho người là một túi của hàng lữ Fishing Hawk nha mọi người. Đó, vẫn là lữ của Nhật quê. Đây, Mercedes-Benz. Thì lữ này thì một túi này nó sẽ có 50 lữ nha mọi người. Mình bán với giá là 60k nhé. Một túi này sẽ có 50 lữ và mình bán với giá 60k. Thì lữ này nó sẽ có ngạnh nha mọi người. Lữ này có ngạnh. Về cho anh em chiên về. Loại này thì chiên về cho anh em là câu cá hanh, cá cháp, câu chép, câu lăng xê. Đó. Làm cho anh em tấm làm lăng xê nhé. Thôi anh em câu ngâm. Nó đây. Đó, mình đo xe lưỡng vô tập cho mình xem nhé. Đó đây. Lưỡng có ngạnh nha. Và rất là bén lắm rồi. Đó, mấy cái lưỡng của Nhật quê là khỏi bàn. Đồ sắc nha ơi. Đây. Rất là sắc. Rồi giá công khai 60k nha. 60k một túi này. Mã số 38 nha ơi. Mã số 38. Lần trước cũng có lên clip mà mình không có đo kỹ vậy. Anh em khó chốt. Lần này phải đo kỹ vậy. Đó. Rồi, tiếp theo qua đây là vài món phụ kiện của Nhật. Mã số 39. 39 lên cho người là cái phá lua nha mọi người. Đây là một cái phá lua của Nhật nhé. Mercedes-Benz. Rồi, một túi này mình bán với giá là 20k người. Đó, mã 39 20k. Tiếp theo mã số 40. Mã 40 thì lên cho người một cái phá. Phá này thì chắc
cho anh em câu ISO rồi đó, câu ISO nên anh em câu dạng câu dài mà dạng phao chạy nè đó. Thì cái phá này giá công khai là 15k người, 15k cho một bịch. Một bịch này nó chỉ có một cái thôi đó. Tại sao nó mắc? Vì cái cá phá này thì có ở trong nó có phủ một lớp xứng đâu người đó, lớp xứng xít nha đó. Cái xứ này thì cho anh em chống mài mòn cái cọng dây của người á, cái phá này chạy lên chạy xuống nè đó. Nên giảm độ mài mòn, cái này của Fuji luôn nha mọi người đó. Giá nó bán tại Nhật là 300 yên, 300 yên thì nó rơi tầm khoảng 50-60 ngàn tiền Việt Nam đó. Về Việt Nam thì shop bán giá rẻ hơn nữa rồi 15k một túi nha, một cái này đó, một quỷ này thì một cái 15k này. Đây xíu ship nhá, mã số 40 15k, mã số 41, mã 41 lên cho người là vài cái số 8 nè. Đây cái số 8 đó. Số 8 này về cho anh em mà săn hàng nhé. Rồi giá cũng vậy không ơi, giá là 20k. Mã số 42, 43 và 44. 42, 43, 44 là những bịch số 8 nhé mọi người. Đây 42, 42 là cái số 8, xe số 10. 43 là số 8, xe số 8 nè. 44 là số 8, xe số 12 nè mọi người. Thôi để mình đổi đi cho mình. Thôi để vậy đi. Đây số 8, mã số 42 á, là nó sẽ tải được 17kg nè. Đó, loại này anh em về dạng câu ngâm hay anh em câu đài sẵn hàng. Mã số 43, 43 thì nó là tải được 25kg về anh em sẵn hàng mà. Đó. 44 thì nó sẽ tải được chỉ có 13kg thôi, nhưng mà dạng nó nhỏ gọn. Đó, anh em về câu đài. Tiếp theo 45, 45 lên chung là mọi người là cái mani nè. Đó. Mà ní này thì về sân hàng nha mọi người, nó để là tải được 13kg nha mọi người. Đó. Thì nhắc bổng là 13kg mà anh em cái này anh em nhiều thì chắc cỡ hai mấy 30kg là bình thường nhé. Đây mà ní. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 20k nhé. Hàng này hàng cũng từ Nhật về. Đó. Tiếp theo lên đây. Lên đây là cho mọi người hoài cái bịch lửa long. Đó, lửa về cho anh em không. Lưỡi này thì họ làm sẵn cho nhóm người, thẻo lưỡi họ làm sẵn hết trơn rồi, và anh em chỉ cần bóc vô cần một câu thôi. Và dây này sẽ họ sẽ làm là dây số 4 người, dây số 4 thẻo này là thẻo carbon ha. Đây là carbon đó. Thì thông số nó dài là thế này nè đó. Đây này có lông trên đây không người, xuống xuống nước là sẽ vơ lại đó. Đó này thế này. Rồi giá mình bán một túi này nó sẽ là 25k người, 25k. Cái túi này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, được 6 bịch như này. Trong 6 bịch thì trong đó có 3 bịch dây số 4 nè, và 3 bịch là dây này dây số 6 đó. Rồi giá 25k người, 25k mã số 46. Tiếp theo mã số 47, 47 lên cho người vẫn là lưỡi long nhá, nhưng mà lưỡi này nó làm đẹp hơn cái đấy nè. Đôi này sẽ làm ánh kim tuyến nè, ánh kim tuyến, nhưng mà lưỡi này lưỡi bự hơn tuyến nhá. Thì cái này dây của nó là dây số 9 rồi, dây số 9 thẻo là thẻo carbon đó. Đây đó, lưỡi làm rất là đẹp nhá, có ánh kim đây nè, thu hút cá nha mọi người. Đó, đây lưỡi nào cũng vậy thôi đó. Rồi một túi này mình bán vẫn vậy nha mọi người, 25k nhé, 25k một túi này, mã số 47. Tiếp theo mã số 47 dây số 9 này. Tiếp theo mã số 48. Đây 48 dây số 6 nha mọi người, dây số 6. Đây. Nó làm yệt con tôm luôn nè, đó, Nhật làm yệt con tôm luôn. Đó. Đây, rất là đẹp luôn, đó. Số này quơ quơ là cá nhìn nó mê liền. Đó. Rồi giá vẫn vậy người, giá là 25k mã số 48. Tiếp theo 49, 49 thì nó làm cực kỳ sắc sảo luôn nè. Đó. Đây lưỡng đây rất là đẹp nha.
dây số 6 này, dây số 6 và bài vịt trong đây là dây số 7 nhé, trong đây sẽ là dây số 7 nè. Nhưng mà cái đuôi quan trọng là cái đuôi này nó là vẫn rất là đẹp, là thu hút cá. Rồi giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 25k, mã số 49. Tiếp theo mã cuối cùng, mã cuối cùng sẽ là mã số 50. Mã cuối cùng lửa long thôi nha mọi người. Đây lửa long thì dây này giờ là dây số 8 này, dây số 8 và lửng là lửng quang, lửng này chắc lửng gamma rồi, dây carbon đó, lửng họ làm rất là đẹp nha mọi người. Rồi giá công khai vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 25k nha, 25k một túi, mã số 50. Tiếp theo sẽ là mã số 51. Thì 51 lên cho người là một cái con thìa, đó, quảng thìa này chiên về cho sân hàng nhé. Đặc biệt con này của Mỹ sản xuất nha, bác anh chưa tay nè. Loại sẽ quay thế này em ơi. Đó. Xem. Này sao ha, 1/2 UZ thì này 14 gram nha người. Đó. Con này là 14 gram. Rồi, đó, có lông nữa nè. Rồi, giá công khai một con này giá là 5, giá là 100k người, 100k mã số 51. Cái này về cho anh em đánh lóc bông nhé. Đó. Tiếp theo mã số 52 thì 52 là cho người một con Gabala. Gabala thì hãng Gabala này một hãng của Mỹ nha mọi người. Đó, đây là một con dạng chiên về chắc về lúa suối nè. Con này nặng chỉ có 2 gram thôi nha mọi người, nặng chỉ có 2 gram thôi. Nó dài là 3 cm. Và con này nó lặn á, nó lượng đó mọi người. Gây từ 0.6 đến 1m2 nước cho người. Đó. Đây, rất là nhỏ nha. Thì con này nó chưa qua sử dụng người, mọi người chưa qua sử dụng, con hộp này chưa qua sử dụng. Giá công khai mã số 52. Giá là 120k. Đó, 120k cọc ship. Tiếp theo mã số 53. 53 vẫn vậy. Đó, một con mồi chưa qua sử dụng. Con này nặng là 3 gram, dài là 5m2. Con này nó lặn từ 0.9 đến 1.5m nước. Đây rất ok ha. Rồi giá công khai cũng là 120k người. 120k mã số 53. Tiếp theo mã số 54. 54 vẫn là một con Gabala F5 nè. Vẫn vậy mọi người, con này nó nặng là 3 gram, dài là 5 cm. Đó. Nặng từ 0.9 đến 1.5 m nước. Đây. Đó. Màu con này thì đẹp hơn con kia một tí. Rồi, giá vẫn vậy nha mọi người, giá là 120k, mã số 54. Tiếp theo mã số 55. Đây, 55 là màu cá đối nè, màu này con chẻm rất là thích luôn. Con này nặng chỉ có 4 gram thôi. Đó, dài là 7 cm. Và con này nó lặn từ 0.9 đến 1.5 m nước. Đó. Mã số 56 cũng vậy em ơi. Mã số 56 cũng vậy, hai con màu cá đối nè. Đó. Còn con có quay trên, con học có quay. Thì thông số tải mồi thì lặn cũng như nhau. Mã số 55, 56 giá vẫn vậy mọi người, 120k một con. Mã số 57. 57 là một con màu vẫn là màu cá đối nhưng mà con này nó dài và nặng một tí. Đó. Con này nặng là 5 gram, dài 9 cm, nặng từ 0.9 đến 1.5 m nước. Và con này nó giá công khai là 120k mọi người, 120k, màu vẫn là màu cá đối, màu cá chẽm rất là thích luôn. Tiếp theo là một con mã số 58. Thì 58 con này chắc chiên về cho anh em luôn nhồng mày. Đó. Thì con này nặng là 7 gram mọi người, nặng là 7 gram, dài 13 cm và con này lặn từ 1.2 từ 1m2 đến 1m8 nước nhé. Đó. Mấy con này thì mình lấy từ eBay về, từ Mỹ về. Trên đây thì sẽ là hàng của Nhật mọi người. Đó, đây một con Gabala
con này nặng 6 gram mọi người, nặng là 6 gram, màu vẫn là màu cá đối nhé. Mấy con màu này anh em rất là thích câu nè, cá chẹm nó thích. Dài là 6-8 cm, con này lặn từ 1m2 đến 1m8 mét nước nhé, 1.2 đến 1.8 mét nước, giá khoảng vậy, 120k. Tiếp theo con 60, con 60 vẫn vậy mọi người, 120k, và con này nặng là 10 gram, màu vẫn là màu cá đối nhé. Nặng là 10 gram, dài là 10 cm, lặn từ 1m2 đến 2m4 mét nước nhé. Rồi giá vẫn là 120k. Tiếp theo mã số 61 thì đây vẫn là một con hàng chúng ta sử dụng, màu vẫn là màu cá đối nhưng mà nó chia hai khúc nè. Đó. Và con này là gỗ đúng không, không phải gỗ đó, đây đó. Rất là đẹp ha, lử thì lử zin luôn đó. Hàng chúng ta sử dụng nha mọi người, hàng chưa câu luôn, chúng ta sử dụng luôn đó. Rồi rất là đẹp, thì anh em kéo dưới nước nó sẽ lắc thế này đó. Thì anh em cần thì mình sẽ kết bạn Zalo, mình gửi cho Sơn nó qua cho. Thì những con màu mình bán thì đều có option hết nhé, option trên YouTube đó. Họ sẽ test hết và họ sẽ đăng lên. Thì con này nặng là 7 gram, dài 9 cm, nó lặn từ 1m5 đến 2m1 mét nước nha mọi người. Đó, giá cũng vậy người, giá là 120k. Tiếp theo qua đây, lên đây sẽ là con mồi số 62 lên cho người, là một con cá như nè, đây đó. Thì con này vẫn là con Gabala đó. Thì con này nặng là 9 gram, dài là 5 cm, con này nó nặng từ 2.1 đến 3.3 mét nước cho mọi người đó. Đó, nặng từ 2.1 đến 3.3 mét nước, đây mồi rất là đẹp cho mọi người, mồi Tiger xin cọp. Tiếp theo mã số 63 lên cho mọi người là một con mồi của Gabala, và con này cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này thì mình xé cái hộp nè, tự xé đó nha, chứ họ chưa câu nha mọi người. Ở đây đó, rất là đẹp ha. Đó, đuôi nó sẽ làm có cộng lông nè, đây. Con này đẹp thì thôi rồi, này chúng ta sử dụng nha người. Đó, con này ở ngoài nắng thì rất là đẹp nha. Thì con này nó sẽ nặng là 13 gram nha người, con này nặng là 13 gram, dài là 10 cm, và con này lặn từ 1.2 đến 1.8 mét nước nha người. Đó, một con Gabala X-Grab, con này giá công khai là 140k mọi người, mã số 63, mã số 63 giá công khai 140k. Tiếp theo mã số 64 sẽ là con cá này đó, của Gabala luôn. Thì con này nặng là 9 gram, dài 5 cm, con này lặn từ 2.1 đến 3.3 mét nước. Con này cũng rất là đẹp, hàng chưa sử dụng, giá cũng là 120k. Tiếp theo mã số 65 vẫn vậy mọi người, 65 là một con Gabala, nặng là 12 gram. Đó, và con này nó dài là 7 cm cá nhé, con này nó lặn từ 2.1 đến 4.5 mét nước. Đó, rồi giá vẫn vậy mọi người, 120k. Rồi tiếp theo lên đây, qua đây là một lô mồi của Nhật nha mọi người, con là lô mồi Nhật mình đóng quay. Đó, tiếp theo mình lên cho mọi người một con mồi bóp. Đó, một con bóp, thì con bóp này là một con bóp của Lucky Cat, mồi Nhật làm rất là đẹp. Thì cái này nó có trong chấm người, trong chấm, con này con bóp thì anh em nắm kéo thì nó đi trên mặt nước nhá, trong chấm tàu bọt nè, thu hút cá. Rất là đẹp. Thì con này nó sẽ nặng là 12 gram và dài sẽ là 7 cm nhé, 7 cm.
con này sẽ nổi mặt nước. Đó. Rồi giá công khai 130k rồi, 130k cộng ship nhé. Tiếp theo con này mã số 66 130k. Tiếp theo mã số 67. 67 vẫn là một con mồi từ Nhật về. Thì đây một con mồi của hãng Smith. Đó. Thì hãng Smith đã đi Nhật nhé. Thì đây vẫn là một con bóp nha người, con bóp. Thì dạng này dạng bóp nhỏ đây. Đó. Thì con này nặng chỉ có 6 gram thôi nha, nặng chỉ có 6 gram thôi và dài sẽ là 5.6 cm. Đó. Rất là đẹp nha. Đây, họ làm những con mồi Nhật con mắt nó rất là có hồn luôn rồi. Đó. Rồi, giá công khai con mồi Smith mã số 67 giá là 120k nhé. Tiếp theo mã số 68 và 69. 68 và 69 hai con nó giống nhau, một con OSB. Đó, OSB. Đây, mã số 68 trên này. Đây, một con OSB. Nó đây, OSB tí nỉ em ơi. Đó. Đây, đó. Thì con này sẽ nổi mặt nước và con này anh em có thể về câu lóc nè. Đó. Bên sẽ lắc thế này. Đó. Thì anh em cần cái nhất sinh của nó, anh em kết bạn Zalo nhé, mình gửi cho em. Đó. Đây, nhìn nó rất là chiến nha. Đó. Thì con này nó sẽ nặng là 6.5 gram và dài sẽ là 4.6 cm người, 4.6 cm. Hàng này hàng của Nhật sản xuất. Rồi giá công khai mã số 68 giá là 120k. Mã số 69 cũng vậy, 120k nha mọi người. OSB. Hàng của Nhật sản xuất nha. Đây, rất là đẹp. Tiếp theo mã số 70. Thì 70 lên cho người vẫn một con OSB nhưng mà con này cái tên nó khác. Đây, tên nó đây. Con này là Cobop nha mọi người. Đó. Cobop. Đây. Namika. Đó. Hàng của Nhật sản xuất. Đây, nhìn nó đây, nhìn nó trực diện thế này nhìn nó rất là chiến ha. Đó. Thì anh em lua nó thế này nó sẽ lắc thế này đây. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Và anh em nó đi từ từ nó sẽ lủi như thế này. Đó, rất là đã. Thì con này về thì nó xem như là mới luôn mọi người. Đó. Mới cứng luôn. Rất là đẹp. Thì con này mã số 70. Con này nó nặng là 7 gram và nó dài sẽ là 38 3.8 cm người, 3.8 cm. Giá công khai mã số 70 giá sẽ là 150k người, 150k. Tiếp theo mã 71 lên những người là một con mồi Nhật của hãng Mestat nha mọi người. Đó. Đó đây. Rất là đẹp ha. Thì con còn lửng nè, con đồ bao lửng luôn nè. Đó. Đây, đó thế này. Đây, con này dạng nước luôn, chưa sử dụng luôn, rất là đẹp. Đây, mấy con mồi Nhật nó làm con mắt nó có hồn nè. Đó. Giống như nó nhìn thẳng với mình vậy, rất là chiến. Đây, đó. Rất là thích luôn. Và con này mã số 71. Con này nó nặng là 10.5 gram nha mọi người, nặng là 10.5 gram và nó dài sẽ là, để xem, con này dài là 6.5 cm. Con này nó dài sẽ là 6.5 cm nha mọi người. Đó. Mã số 71 giá 120k. Tiếp theo mã số 72. Tiếp theo là mã 72. Đó. 72 lên cho mọi người một con Yamamoto. Đó, một con lụa chẽm nha. Đó, con lụa chẽm nè. Đây, nhìn nó cũng rất là chiến mọi người. Đó, thân nó là thân ánh kim. Yamamoto coi, con này từ Nhật về nha mọi người. Mấy con này thì anh em cần thì mình gửi cất sình cho em nhé. Mấy con này ở Nhật thì họ câu, họ test nát nước luôn rồi. Anh em yên tâm nhé. Cất sình mấy con này thì chiên chuẩn này, bao chuẩn luôn. Đó, mấy con mồi đẹp thế này thì khỏi bàn. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 9 cm, dài 9 cm, nặng sẽ là 6.5 gram,
giá công khai mã số 72, giá là 120k nha mọi người, 120k mã 72. Tiếp theo mã 73. 73 lên cho mọi người là một con bóp mọi người. Đó. Thì con bóp này sẽ là của Yamamoto. Đó. Vẫn vậy thôi, chúng coi. Đó. Đây. Đó. Màu nhật làm đẹp, con này đẹp. Thân ở dưới này sẽ là ảnh kim. Đây. Con này khoảng ngoài rất là tốt mọi người. Đó. Thì đây một con mồi bóp, con này sẽ nổi nha mọi người, con này sẽ nổi. Thì con này nặng là 7g, dài sẽ là 6cm. Giá công khai mã số 73, giá là 120k nhé. Tiếp theo mã số 74. 74 lên cho mọi người là một con mồi của Falken. Falken gì nè mọi người, à, một con Falken. Con Falken 2 đây, con này vẫn của Nhật về. Con này thì đẹp miễn bàn, rất là đẹp như này. Đây một con mồi bóp nha, nó sẽ đi trên mặt nước thế này. Đó. Thì anh em câu con này thì anh em cứ giật giật thôi. Đó. Đây, hai thằng con nó rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt, thu hút cá nha. Lữ này. Mồi đẹp cực kỳ. Thì con này nó sẽ nặng là 5.5g, dài sẽ là 6.8cm nha người. Rồi giá công khai mã số cuối cùng, mã số 74, giá là 120k nha mọi người, 120k mã 74. Rồi đó là tổng cộng 74 mã lên mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để lại shop điện thoại nhé, shop tự động liên hệ với mọi người nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người.